rằng là nếu mà nói kỳ 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 ế thì nó cũng hơi khá là vô lý. Thì mình cứ kiểu mà cứ xàm lên tôi ế đây, nhưng mà thật ra thì ế thì cũng không đúng. Thì cũng may mắn rằng là mình vẫn giữ được, tuy hơi xàm xàm chút, tính hơi bị trẻ con, nhưng mà may mắn là mình vẫn giữ được một cái sự duyên dáng để cũng được nhiều người quan tâm, để ý. Có những người đã quan tâm Kỳ gần 10 năm, 15 năm, và họ cũng là những người tri kỷ, để lúc nào Kỳ cần hay Kỳ buồn thì họ đều đến. Nhưng mà tất cả mọi người Kỳ rất là cảm ơn, bởi vì họ đồng hành và họ luôn ở cạnh khi Kỳ cần, nhưng mà luôn luôn có một sự tôn trọng và có một cái giới hạn, gần như là Kỳ không quá bị ép hoặc là gượng gạo trong vấn đề né tránh một cái tình cảm nào đó. Nên là Kỳ thì cũng không cô đơn đâu. Nói chung là đứt tay chút xíu là la làng lên vậy thôi, kiểu mà thích la làng nhõng nhẽo thôi chứ cũng không cô đơn. Còn về cái chuyện tình cảm á, thì đôi lúc nó có một số cái vấn đề, giống như là lúc trẻ mà mình lập gia đình hoặc mình đặt một cái tình cảm quá sớm, có thể nó ảnh hưởng tới sự nghiệp, ảnh hưởng tới những ước mơ hoài bão, và đôi khi nó cũng làm cho mình có những cái ràng buộc, như là ràng buộc gia đình, con cái, thì nhiều khi mình lại bị chùng bước trong cái sự nghiệp rồi. Nhưng mà họ đổi lại thì mình sẽ có gia đình sớm. Còn có những người thì phụ nữ thì họ sẽ chọn là khi tuổi trẻ mình sẽ sống hết mình và gọi là dám đối diện với rất nhiều thử thách để đạt, để chạm được tới cái hoài bão của mình, thì họ sẽ lập gia đình trọng. Và khi mà chúng ta càng lớn, chúng ta càng va chạm nhiều trong cuộc sống, càng nhận thức và nhìn ra được nhiều vấn đề trong hôn nhân, vấn đề trong một cái sự phát triển của xã hội hiện tại, thì thực sự là để có một hôn nhân Kỳ đã thấy rất là dễ. Có một cái hôn nhân rất dễ, có trở thành một nàng công chúa xinh đẹp trong đám cưới như một cô công chúa thì cũng rất là dễ. Để có một cái đám cưới gọi là lộng lẫy xa xỉ cũng dễ luôn, mà giữ hôn nhân nó sẽ khá là khó. Khó lắm. Mình không nói đây là tiêu cực, mình vẫn tin vào hôn nhân, mình vẫn tin vào tình yêu, nhưng mình phải nỗ lực rất nhiều thì mới giữ được. Nên là Kỳ nghĩ đã đến lúc như mình ngồi ở đây rồi thì mình sẽ chọn một cái hôn nhân nào đó nó sẽ phù hợp. Và cái hôn nhân đó, nó, cái người chồng đó nó không được tính bằng cái tên của Lý Nha Kỳ, không được đo bằng cái tài sản của Lý Nha Kỳ, và cũng không được đặt vô cái danh vọng của Lý Nha Kỳ. Nghĩa rằng là Kỳ sẽ chọn một cái gì đó, một người đàn ông mà họ chỉ đúng vị trí đó là một người chồng. Bất cứ ai cũng vậy, khi mà những người đàn ông mà đến với Kỳ thì một là họ sẽ bị áp lực bởi họ sợ dư luận đánh giá rằng là chắc Mỹ yêu Kỳ vì tiền. Còn một số thì họ sẽ áp lực vì họ sợ họ sẽ bị so sánh, bị xã hội so sánh. Nên Kỳ nghĩ rằng cách chọn một người chồng của Kỳ hiện tại là sẽ không được so sánh bằng danh vọng, tiền bạc hay là những cái gì mình đang có, thì Kỳ sẽ biết mình muốn gì. Và Kỳ sẽ nghĩ rằng là với vị trí của Kỳ giờ thì chỉ có Kỳ chủ động đi cưới người ta thôi. Chứ cái kiểu mà giờ chờ anh cưới em đi, anh cầu hôn em đi, chắc ta cũng hơi bị không biết kiểu, bây giờ lỡ khi làm bất ngờ rồi cái ngã ngửa sao, tự nhiên tới cầu hôn bảo không chịu rồi sao, đúng không? Nên là Kỳ nghĩ rằng cái áp lực chủ động và cái kiểu Kỳ cần tâm lý hơn. Thường thì tùy vào một cái người phụ nữ khác thì người đàn ông sẽ tâm lý hơn cho người phụ nữ, nhưng Kỳ nghĩ với như vị trí của Kỳ thì chắc Kỳ sẽ tâm lý hơn. Hồi xưa thì mình hơi kiểu hơi hơi màu hồng, tình yêu là màu hồng. Và hồi xưa
thì mình hay có cái kiểu rằng là lãng mạn, mơ mộng, nên là lúc đó mình luôn nghĩ rằng là đâu mình thành đạt, nổi tiếng, nó là giống như nó là một cái điều tốt chứ không phải là điều trở ngại. Rồi mình cứ cho rằng là không, tại sao phụ nữ thành đạt mới khó chứ tại sao thành đạt lại là trở ngại. Nhưng mà bây giờ thì Kỳ nghĩ rằng là có trở ngại đó. Có trở ngại vì Kỳ biết rằng là mỗi một người đàn ông, theo như người đàn ông họ có thể khác tuổi, khác nơi sinh, khác công việc, nhưng mà cái bản năng và bản tính một người đàn ông giống như giống đực á, họ vẫn thích họ là mạnh nhất trước người phụ nữ của mình. Cho dù giờ, xin lỗi, giờ có giờ một cái người mà công việc khác đi nữa, họ vẫn sẽ thích điều đó hơn là họ cảm giác là được người phụ nữ che chở. Nên là Kỳ cũng phải giảm bớt lại cái sự quá độc lập, mà cũng hơi khó vì nó cũng thuộc bản năng của Kỳ kiểu vậy. Thật ra là Kỳ luôn sẵn sàng về điều đó, chỉ sợ người đàn ông như thế không sẵn sàng với Kỳ thôi. Bởi vì Kỳ cũng đã từng sẵn sàng về như vậy với một người bạn, nhưng mà bạn ấy cũng không sẵn sàng với Kỳ như thế. Có thể là họ sẵn sàng trong một ngày, hai ngày, nhưng trong một cái quá trình tìm hiểu, nó có một cái sự chênh lệch quá lớn về tính cách, về tư duy, về quan điểm, thì lúc đó người ta sẽ lại không sẵn sàng với mình. Nên là đôi khi gọi là, bởi mình mới nói là trong cuộc sống đôi khi cái sự cân bằng rất khó. Và để mình cân bằng được thì nó là một điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ thì Kỳ sẽ thích nhiều hơn về những cái cảm nhận cuộc sống và những cái nhân sinh quan xung quanh. Và mình sẽ thích đi sâu nhiều hơn về cái phần nội tâm, cũng như mình yêu thương hơn về phần cảm. Kỳ giống như kiểu KPI á, ví dụ như là đầu năm mà Kỳ hứa rằng là lập gia đình, xong là cả năm Kỳ im ru, xong rồi cuối năm là bắt đầu mẹ ngồi giống như kiểu ban giám khảo đó, coi như mẹ chị mẹ Kỳ ngồi mà kiểu thầy hiệu, cô hiệu trưởng ấy, kiểu đâu bài đâu nộp bài thi đi. Xong rồi thường thì mẹ là kiểu mà mẹ cũng là một người phụ nữ khá là tinh tế, nên là mẹ chưa bao giờ hối thúc Kỳ một cách trực diện, nhưng mà gián tiếp thì nhiều nha. Ôi con ơi, trời, con biết không, em họ mình nó con gì này gì kia là lấy chồng rồi, hoặc là trời có tin vui này con ơi, kiểu mà ôi cháu mà bây giờ nó có baby được 3 tháng, cái kiểu vậy. Khá là mượn những câu chuyện của những người thân bà con mà kiểu cùng tuổi với Kỳ, hoặc là cùng trong cái thế hệ của gia đình á, thế hệ của Kỳ để kể. Và cách đây 2 ngày thì có một cô em họ của Kỳ, là có nghĩa là con của dì Năm, bằng tuổi Kỳ luôn, mà trong gia đình là có 2 đứa cháu là bằng tuổi là Kỳ với cô bé đó. Mà hồi xưa là cô bé đó còn bắt hơn Kỳ nữa, là tuyên bố thẳng dòng họ là không lấy chồng, không sinh con, kiểu mà không, chỉ thích độc thân kiểu vậy. Mà giờ đã có thai được 4 tháng rồi. Xong rồi cách đây 2 ngày mẹ kêu trời bất ngờ chưa, kiểu mẹ kiểu mà rất là kiểu ôi trời bất ngờ chưa, trời bé Hoang là coi như người mà tuyên bố không lập gia đình, không sinh con, bây giờ cũng đã có thai 4 tháng rồi, kiểu vậy đó, kêu. Nên là kiểu mà mẹ nhắc khéo là giờ chỉ còn sót lại mình thôi. Kỳ thích, cái danh xưng đó lắm. Trời ơi, chắc trong cuộc đời mình á, mình cũng có rất là nhiều cái danh xưng, thôi là nữ hoàng thảm đỏ, nữ hoàng kim cương, nhưng mà thật ra cái danh xưng mà quý cô độc thân đắt giá là ngon nha. Tại vì độc thân mà vô giá thì nó còn hơi buồn, chứ độc thân mà đắt giá là ok nha. Thật ra là tại vì chữ quý cô là ý là còn trẻ nha, đừng có mai mốt đừng có gọi tôi là quý bà độc thân mà vô giá nha. Hãy cứ để gọi tôi là quý cô độc thân đắt giá đi là tôi ok hết luôn đó. Khi mà mình trẻ thì mình chưa có tất cả, và mình cũng chưa thể làm chủ được hết tất cả mọi thứ. Ngay cả mình làm chủ cuộc sống mình chưa chắc gì làm được. Ví dụ như mình vẫn đi làm thì mình vẫn phải phụ thuộc vào giờ của công ty ABC. Nên là hồi xưa mình còn phải đặt ra thứ tự ưu tiên.
cái sự thứ tự ưu tiên đó là khi mình đặt ra, bởi vì khi mình không có thì mình sẽ phải biết làm cái gì trước, làm cái gì sau. Nhưng mà khi như Kỳ ở thời điểm hiện tại thì Kỳ không còn cần đặt một bất cứ một cái thứ tự ưu tiên gì hết, bởi vì mình là một người làm chủ được cuộc sống, làm chủ bản thân, làm chủ cả sự nghiệp và làm chủ cả trong chuyện tình cảm, hôn nhân và gia đình. Thì mình sẽ không đặt thứ tự ưu tiên, mà là mình chọn lựa cái gì phù hợp trong mỗi thời điểm. Ví dụ như bây giờ ABC thì mình có thể chọn lựa cái gì đó trong thời điểm này mà nó đang tốt nhất, mà đang trong tay thì thôi lấy luôn cho rồi. Nên là Kỳ nghĩ rằng là ở tuổi và sự nghiệp Kỳ bây giờ thì Kỳ không còn phải đưa thứ tự ưu tiên trong cuộc sống mình, mà là Kỳ sẽ chọn nó bất cứ cái gì mà Kỳ muốn.